trong sách Luca. Chúng ta qua tới phần chót của chương 20. Cuối chương 20, chúng ta đã bỏ qua cái phần đó trong tuần vừa rồi. Cấu gốc ở trong tuần này được lấy ra ở trong câu thứ 28. Dạ, xin lỗi không có... Dạ, chúng ta sẽ ở trong câu thứ 28. Của đoạn 21. Khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng, ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi của các con đang gần đến. Những sự đó là những sự gì? Chúng ta tìm thấy ở trong chương thứ 21. Và có lẽ tuần này và tuần đến, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về cái thời kỳ mà chúng ta đang sống ở giữa đây và những điều mà đang xảy ra xung quanh chúng ta, mà chúng ta nghe qua những tin tức hàng ngày, vân vân. Từ câu 45 chúng ta trở lại với đoạn 20. Khi dân chúng đang lắng nghe thì Chúa phán với các môn đồ: hãy đề phòng các thầy thông giáo là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào giữa phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các bữa tiệc. Họ làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt nhà của các bà quá. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Ở đây thì chúng ta thấy rằng thời Chúa Giêsu thì cũng phải đối diện với những người lãnh đạo tôn giáo, những thầy Pharisee mà Kinh Thánh gọi họ là những người giả hình. Không phải là nhóm Pharisee không, mà có những nhóm khác như nhóm Sadducee, rồi những thầy tế lễ v.v. Như vậy thì ở trong hội thánh của chúng ta ngày hôm nay có những người giả hình ở trong hội thánh của Chúa hay là không? Xin thưa rằng thời nào cũng như vậy. Khi mà chúng ta vào ở trong hội thánh của Chúa, và chúng ta thấy rằng có những người chỉ có chú tâm vào những cái bề mặt bên ngoài mà thôi, những lễ nghi, những sự thờ phượng, những cái truyền thống, những cái phong trào vân vân, nhưng mà người ta không chú tâm vào ở trong lời của Chúa. Và họ cực đoan về những cái điều mà họ cho rằng là phải làm thì mới chấp nhận và đúng. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái triệu chứng của những người giả hình. Và rồi thì chúng ta cũng thấy rằng có những người vào trong hội thánh của Chúa, nhưng họ xử sự đối với hội thánh của Chúa không phải trên lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà giống như là một cái hội đoàn ở ngoài. Họ chỉ muốn quyền, muốn chức, muốn cái sự tôn trọng của người khác, và chỉ chú tâm vào ở trong cái quyền hành ở trong hội thánh, cũng như là họ chỉ chú tâm vào ở trong những cái chức quyền ở trong hội thánh. Và vì vậy chúng ta thấy rằng ngày hôm nay có rất nhiều hội thánh
Có những người mà gọi là những thầy Pharisee hay là những thầy thông giáo hay là những người giá hình ở trong hội thánh của Chúa. Mà bất cứ thời nào, thời Chúa Giê-xu và sau khi Chúa Giê-xu về trời, thì chúng ta thấy rằng Gia-cơ, em của Chúa Giê-xu, ông rất là lịch sự, dạ thưa đàng hoàng. Ở trong Gia-cơ thì ông nói như thế này: thưa anh em của tôi, có thể nói rằng thưa anh chị em của tôi, trong anh chị em không có nhiều người tự lập làm thầy, vì anh chị em biết rằng hễ là thầy, chúng ta phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn. Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Ngày hôm nay, ở trong hội thánh của Chúa cũng đối diện với một cái vấn đề như vậy. Và nhất là năm 72 trở đi, khi mà nhóm phong trào đến Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng nhiều người cứ tự xưng, tự lập mình lên, làm thầy, làm mục sư, v.v. Nhưng mà không được bất cứ một giáo hội nào huấn luyện, phong chức và cho rằng là họ được ơn ở trong sự kêu gọi của Chúa. Và những cái lời mà họ giảng dạy, đó là những cái lời chân thật ở trên lời của Chúa. Vì không học thì làm sao mà biết được. Và họ đưa ra những cái lý thuyết rằng là Chúa không dùng người có học v.v. để rồi có thể lật đổ cái hệ thống của những hội thánh truyền thống. Và chúng ta thấy rằng nhan nhản vô số những người tự xưng là thầy, tự xưng là mục sư v.v. Và tôi nói với hội thánh, nói với ban chấp hành của hội thánh, chúng ta phải cẩn thận lại ở trong những cái học vị. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng nhan nhản tất cả nhiều, rất là nhiều những cái học vị, nhưng mà toàn là những cái học vị không có giá trị, những học vị giả. Tức là không có học nhưng mà có bằng. Rồi có những người thì xưng là mục sư nhưng mà không có được cái bằng tấn phong hay là bậc phong chức từ bất cứ một cái giáo hội nào, cũng không có cái sự chứng nhận của từ nơi bất cứ một hội thánh nào. Chúng ta cẩn thận cái điều đó. Khi mà chúng ta hùa theo với những người đó và chúng ta tôn trọng cái học vị của họ, hay là tôn trọng cái chức vị của họ. Mà vì vậy, xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Hội thánh, bất cứ hội thánh nào, cũng có những người Pharisee, cũng có những người Sanuse, cũng có những người mà gọi là những cái thầy tư tế ở trong hội thánh của Chúa. Mà vì vậy, có thật và cũng có giả, mà vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng những người mà đã được Chúa hướng dẫn và Chúa dạy dỗ đi cho chúng ta. Và Gia-cơ cũng khuyên chúng ta ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 19 tới 21: vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Người Việt Nam của chúng ta, ông bà của chúng ta thì có những cái lời khuyên rất là chính xác, mà chúng ta thấy rằng rất là hợp với lại Kinh Thánh. Thuận thiên thì giả tù, mà nghịch thiên thì giả vong. Chúng ta thuận với ý của trời, chúng ta sống ở trên cái căn bản là Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta được tồn tại. Ngày nay chúng ta thấy rằng có rất nhiều hội thánh, nghĩa là khi mà
mới thành lập và vân vân, thì chúng ta thấy rằng được người ta hưởng ứng rất là nhiều, nhưng rồi thì nó không có tồn tại. Năm 10 năm sau và người ta khám phá ra có những cái điều mà nó không đúng với lại cái không đúng ở trên lời của Chúa, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nói rằng chỉ giống như là xây cái đức tin hay là xây cái nhà ở trên cát, và khi đối diện với những bão tố, những lụt lội vân vân, thì bởi vì nó không có được cái nền móng ở trên lời của Đức Chúa Trời, cho nên nó bị suy sụp. Và vì vậy, muốn đức tin của chúng ta bảo đảm ở trên vững vàng, chúng ta phải đặt đức tin của chúng ta ở trên lời của Chúa. Khi mà chúng ta đặt đức tin của chúng ta ở trên lời của Chúa, tức là chúng ta thuận với ý trời, và chúng ta chắc chắn sẽ được cái sự tồn tại. Và Chúa cũng cho chúng ta rất là nhiều điều dạy dỗ ở trong lời của Chúa, mà nó cũng ảnh hưởng đến cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Có nhiều khi thì chúng ta lấy cái con mắt tinh ranh của chúng ta, tinh đời của chúng ta, và chúng ta nhìn cái phẩm chất của một người, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái nhìn của Đức Chúa Trời nó khác biệt. Ở trong Samuel nhất đoạn 16 câu 7, khi Chúa truyền đi cho tiên tri Samuel đến sức dầu đi cho David, và chúng ta thấy rằng đây là một cái việc làm rất là nguy hiểm, bởi vì lúc bấy giờ đang ở dưới đất nước Do Thái, đang ở dưới cái sự cai trị của vua Saul, và bây giờ mà khi không tiên tri của Chúa mà nghe lời của Chúa để rồi đến sức dầu đi cho một người khác, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có gây lên cái sự hỗn loạn ở trong vương quốc liền. Vua Saul, đó là cái lý do mà chúng ta thấy rằng vua Saul đã rượt đuổi David, mặc dù ông biết rằng David là cái người được sức dầu của Chúa để rồi tiếp tục cai trị ở trên con dân của Ngài. Nhưng mà Saul muốn đi theo cái con đường của con người, đó là ở dưới cái chế độ quân chủ thì phải là cha truyền con nối, và không có được đưa cái quyền cai trị cái đất nước đó đi cho bất cứ một người nào ngoài gia đình. Mà vì vậy chúng ta thấy Chúa phán với Samuel, một người biết vâng lời Đức Chúa Trời và làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, không phải theo cái con mắt xác thịt của mình. Chúa nói rằng như Đức Rô-va phán với Samuel, đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, tức là của Saul. Trong Kinh Thánh đó là Saul là một người rất là cao lớn. Ông đứng ở trong đoàn dân sự thì là ông lúc nào cũng cao hơn một cái đầu. Vì ta đã loại bỏ nó, Đức Rô-va không xem theo cách loài người xem, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Rô-va nhìn thấy trong lòng. Và nhìn thấy trong lòng đó là một cái điều rất là quan trọng. Chúa kêu gọi, Chúa sử dụng cái người hầu việc Chúa, không phải là cái người đó nó hay, nó giỏi, không phải là cái người đó cao lớn hơn là những người khác, nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa nhìn thấy ở trong lòng của một người, và Ngài kêu gọi cái người đó trở nên cái người hầu việc Chúa, và trở nên cái người mà có thể nghe được tiếng của Chúa và làm theo lời của Chúa, truyền lại đi cho dân sự của mình những điều mà Đức Chúa Trời phán. Mà vì vậy, nó không phải rằng là theo cái nhìn của chúng ta, đúng hay là sai, phải hay là quấy, nhưng mà chúng ta là con cái thật của Chúa, sống ở trên lời của Chúa,
thì khi chúng ta nhìn thấy một người, chúng ta phải tìm biết rằng là Chúa có kêu gọi cái người đó, đặt để cái người đó vào ở trong cái chức vụ để hướng dẫn hội thánh của Ngài, hướng dẫn gia đình của quý vị, hướng dẫn chính mình tôi đi đến thiên đàng với lại Chúa hay là không. Chúng ta có thể chạy theo truyền thống, họ dẫn chúng ta mới đầu thì là nghe rất là hay, rất là hợp với lại chúng ta, những cái điều gì mà chúng ta hiểu, nhưng rồi thì cuối cùng thì nó đi trật mất ngoài cái thiên đàng. Chúng ta cũng có thể chạy theo những cái phong trào nghe rất là sướng tai, nghe rất là vui, nghe rất là giống như là thành công, nhưng mà rồi rốt cuộc thì là cũng đi trật cửa thiên đàng. Và đó là cái lý do mà chúng ta cần phải đứng ở trên lời của Chúa, dạy dỗ chúng ta, chính chúng ta ở trên lời của Ngài. Những gì Ngài phán thì chúng ta hướng về Ngài, chúng ta lắng lặng để mà nghe tiếng của Chúa. Và chúng ta cũng hướng dẫn gia đình của chúng ta bước đi ở trong lời của Chúa, chứ không phải rằng là ông này nói, ông kia nói, hay là mục sư này nói, hay là mục sư kia nói. Nếu mà một mục sư nói một cái điều mà không đúng với lại lẽ thật lời của Chúa, bỏ cái điều đó ra ngoài lỗ tai. Những điều đó không đáng để đưa cho chúng ta nghe. Tôi thấy là có nhiều người, ngay cả trong hội thánh của chúng ta, rất là cuồng tín. Mở YouTube lên, mở Facebook lên, lên trên mạng, nghĩa là ông nào mà nói hay hay một chút, nói mà nghe sướng lỗ tai một chút là cái, nói cái gì chúng ta cũng nghe thâu thập vô hết. Và lặp lại, lặp đi lặp lại những cái điều đó. Gặp một sư phước thì một sư phước chỉnh liền. Nếu mà những cái điều đó sai lời của Chúa, sai không đúng với lại Kinh Thánh. Ở trong Ê-sai, Đức Chúa Trời nói rằng Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng của ta không phải là ý tưởng của các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa, thì tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nảy lộc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Và vì vậy, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sống ở trên lời của Chúa, thì chúng ta nghe dường như là nó rất là boring, nó rất là nhàm chán. Chúng ta có nhiều khi thì đến học lời Chúa, nghe lời Chúa thì tôi thấy rằng là mắt chúng ta mở không ra. Chúng ta không nghe những cái điều mà giống như là những cái điều mà lòng của chúng ta mong ước, lòng của chúng ta ước muốn. Nhưng mà đó là cái lý do mà Chúa nói rằng là cái ý tưởng của Chúa, Đức Giê-hô-va nói rằng ý tưởng của ta không phải là ý tưởng của các ngươi. Ý tưởng của ta đã được các tiên tri của Chúa, đã được chính Chúa phán và đã được chép qua lời của Ngài. Và những người mà được Đức Chúa Trời kêu gọi thì chúng ta thấy rằng họ không có chạy theo cái lý thuyết này. Ở trong trường thần học thì chúng tôi cũng phải học tất cả những cái lý thuyết khác, nhưng mà rồi thì chúng tôi phải cúi đầu quỳ gối và tìm biết được cái ý tưởng nào là ý tưởng của Đức Giê-hô-va. Để rồi nếu mà đi ra khỏi trường thần học, cầm lấy cái mảnh bằng và chỉ giảng giống như là những cái điều gì mà chúng tôi đã học ở trong trường thần học đó, thì chúng tôi cũng giống như là con két mà thôi.
Chúng tôi chỉ lặp lại ý tưởng của người này, chúng ta lặp lại ý tưởng của người kia, vân vân. Nhưng mà đó là cái lý do mà tôi tớ của Chúa thật thì bỏ ra cái hằng nhiều ngày ở trong tuần, nhiều giờ ở trong ngày, để rồi tìm biết cái ý tưởng của Chúa Trời là như thế nào, để rồi mới chia sẻ lại đi cho con dân của Chúa, để rồi con dân của Chúa nghe những cái lời chân thật từ nơi Chúa muôn phán qua tôi tớ của Chúa, chứ không phải rằng là từ sách vở hay là từ bất cứ một cái điều gì. Mà vì vậy xin, đó là cái lý do mà chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa, mặc dầu chúng ta đã có kinh thánh, chúng ta đã biết về Chúa, chúng ta đã có những cái lẽ đạo, nhưng mà chúng ta phải dành thời giờ cầu nguyện. Để rồi Chúa Thánh Linh cũng dùng lời của Chúa qua tôi tớ của Ngài và có thể truyền đạt đến đi cho chúng ta, để chúng ta có thể hiểu thấu được lời của Chúa. Chứ không phải là chúng ta lấy cái ý tưởng của chúng ta là chúng ta đọc một vài quyển sách rồi chúng ta cho rằng đây là những cái tác giả mà chúng ta thích, và những cái ý tưởng ở trong những quyển sách đó là hoàn toàn, và chúng ta đem những cái quyển sách đó chúng ta truyền lại đi cho những người khác, đến anh chị em của chúng ta, thì đó là chúng ta truyền cái đồ bỏ đi cho hội thánh của Chúa. Và vì vậy khi mà một người thật sự giảng lời của Chúa thì người đó không phải là chỉ thông hiểu, hiểu biết lời của Chúa giống như là những người pha-ri-si, những thầy thông giáo, mà rồi phải biết được ý tưởng của Chúa Trời lòng sâu ở trong những cái lời mà đã được viết ra như thế nào. Và vì vậy cái sự cầu nguyện đi cho tôi tớ của Chúa đó là một cái điều rất là quan trọng, để chúng ta có thể nghe được những cái lời dạy dỗ của Chúa. Rồi chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong một cái môi trường khác với lại các học giả, với Phao-lô và các học giả ở trong Tân Ước. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa dùng họ để truyền đi cho chúng ta những cái sự dạy dỗ. Phao-lô nói với hội thánh ở Ê-phê-sô, có lẽ những cái điều gì mà chúng ta đã từng trải, chúng ta đã kinh nghiệm qua hội thánh của chúng ta trong những tháng qua thì cũng đã xảy ra ở tại Ê-phê-sô. Cho nên Chúa dùng Phao-lô để nhắc nhở các con cái của Chúa rằng hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đó là điều mà Chúa muốn nhắc nhở đi cho hội thánh của Chúa và cũng như quý bà chị em, cũng như chính mình tôi ở trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Hội thánh Ê-phê-sô đứng trên lời của Chúa, họ vâng theo lời của Chúa và họ có thể làm được những cái điều đó. Hội thánh của chúng ta cũng có thể làm được cái điều đó. Và xin Chúa dẫn dắt và đưa chúng ta đi qua khỏi những cái sự khó khăn để hội thánh của Chúa tiếp tục làm tròn cái phân sự của Chúa, và chúng ta tiếp tục đem những con dân của Chúa đến với lại Chúa. Chúng ta tiếp tục ở trong qua chương thứ 21. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên thấy những người giàu đang bỏ tiền dân của họ vào thùng lạc hiến. Ngài cũng thấy một bà quá nghèo dâng vào hai đồng tiền. Hai đồng tiền đây tức là hai xu tiền đó. Ngài phán, thật ta bảo các con, bà quá nghèo này
cũng dâng nhiều hơn tất cả những người khác, vì mọi người đều lấy của dư mình mà dâng. Còn bà quá này rất nghèo túng, nhưng đã dâng tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống mình. Ở đây chúng ta thấy Chúa cũng quan tâm và Ngài dạy dỗ về cái sự dâng hiến. Ở trong chương trình thì lúc nào chúng ta cũng để cái mục dâng hiến đó nó gần chót ở trong chương trình. Tức là giống như nó không có quan trọng lắm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong chức vụ của Chúa Giê-xu thì Ngài ngồi ở ngay cái thùng dâng hiến của đền thờ. Để rồi Ngài quan sát con cái của Chúa và những người dâng hiến, cái thái độ của họ dâng hiến. Chúng ta biết rằng họ có những cái thùng bằng đồng khi xưa ở trong đền thờ. Và ở trên cái miệng thì là họ không có làm giống như là nhiều cái hộp tiền dâng mà tôi thấy trong các phong ban làm đó. Họ làm cái miệng dài và nhỏ xíu, và chúng ta phải xếp cái đồng bạc lại, chúng ta bỏ vào giống như là ban thanh tráng. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó là cái truyền thống của người Việt Nam, của Hội Thánh Việt Nam của chúng ta, nhưng mà không phải là truyền thống của người Do Thái, và cũng không phải là cái truyền thống là chúng ta phải làm cái thùng với cái miệng nhỏ chút như vậy, để rồi bỏ vô, phải lắc qua lắc lại cái đồng tiền rồi chúng ta mới bỏ vô trong đồng tiền nó vô thùng được. Nhưng mà cái thùng bằng đồng của người Do Thái ở trong đền thờ đó thì họ làm một cái loa giống như là cái loa của cái kèn đó, giống như cái phễu như vậy, một cái phễu lớn bằng đồng. Và chúng ta biết rằng khi xưa thì tiền bạc được làm bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, vân vân. Và họ đem cả bao tiền mà họ đến họ dâng với lại Chúa, những người nhà giàu đó, đổ vào thì nghe rất là sướng tai. Rồi chúng ta thấy rằng khi mà họ dâng hiến như vậy thì rất là có nhiều người chú ý đến sự dâng hiến của họ. Ô, ông đó ông dâng nhiều quá, dâng mà tiền nó kêu cả mấy giây đồng hồ, mấy phút đồng hồ, vân vân. Và khi mà dâng hiến thì họ cũng cảm thấy rằng đó là một cái sự hãnh diện đi cho mình. Chúa ban phước đi cho mình có sự dư giả, có sự giàu có đến để mà dâng hiến đi cho Chúa. Chúa Giê-xu cũng thấy được cái sự dâng hiến của những người giàu. Chúa cũng thấy được cái tấm lòng của cái người giàu đó. Nhưng mà một cái điều rất là kỳ lạ, Chúa lại chú tâm đến một người đàn bà quá. Đàn bà quá tức là không có cái sự nương tựa vào ở nơi chồng, hay là có một cái gia sản gì từ nơi ông bà bên chồng để lại. Và chúng ta thấy rằng bà chỉ có 2 xu thôi. 2 xu tức là 2 cái đồng tiền bằng đồng khi xưa, nó giống như là cái tiền, cái đồng penny ở bên Mỹ, ở trong hệ thống đô la của Mỹ. 2 xu đó thì không mua được cái gì hết. Có thể rằng là mua được một gói xôi trong buổi sáng để mà ăn lót dạ, hay là mua một vài cái kẹo như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bà đã đem 2 đồng xu mà mình có. Chúa biết được cái tấm lòng của bà, và Chúa cũng biết được là bà đang có cái gì. Bà đem 2 đồng xu mà mình đang có đến và bà bỏ vào ở trong cái thùng tiền dâng. Có nhiều người suy nghĩ đó rằng bà này, tại sao những người khác đã dâng rất là nhiều tiền vàng bạc vân vân vào ở trong thùng rồi, bây giờ 2 cái đồng xu của bà đâu có sự khác biệt nào, mà bà
đem đến trong đền thờ để mà dâng đi cho Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy một cái điều như thế này. Người Việt Nam của chúng ta thì thường thường có hai chữ nó đi đôi với nhau, là cái chữ cúng và cái chữ tế. Cúng tức là cái sự dâng hiến lên đi cho đấng mà chúng ta thờ phượng. Mà tế tức là những cái nghi lễ mà chúng ta giữ ở trong cái sự tương giao, trong sự thờ phượng với lại Chúa. Trong hội thánh của chúng ta, tế có thể nói rằng là những cái tiết mục mà chúng ta đến ở trong cái sự ca ngợi Chúa, chúng ta đến ở trong sự học hỏi lời Chúa, chúng ta đến ở trong cái sự đọc kinh thánh đối đáp, vân vân. Và cúng đó là cái sự dâng hiến lên đi cho Chúa. Người đàn bà quá này muốn cái sự thờ phượng của mình nó đến từ cái tấm lòng của mình. Mà vì vậy bà biết rằng so sánh hai đồng xu với những cái đồng vàng mà những người giàu có dâng hiến vào ở trong thùng dâng hiến, nó không là bao hết, nó không có một cái tác dụng gì hết, không giúp được một cái điều gì hết. Nhưng mà bà dâng bằng cái tấm lòng của bà. Tôi biết rằng một số các quý vị là những người mà trước khi quý vị tin Chúa đó, thì tôi thấy rằng quý vị thờ phượng những cái thần của quý vị rất là kỹ càng, cúng đi cho thần phúc, thần tài hay là ông địa vân vân, chọn những cái của cúng làm sao nó phải đi cho có giá trị. Gà thì KFC mà rồi đem cúng thì là nó dở quá. Cúng phải làm gà, lựa những cái con gà thật là tốt, phải là những con gà đi bộ thì là nghĩ rằng ông thần ông mới vui. Nhưng mà tôi thấy cái mặt của ông thần tài với là ông thần phúc hay là ông đi lúc nào thì cũng cười hết, dâng thứ gì mà ông cũng cười hết. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đến ở trong Chúa rồi thì có nhiều người nói rằng: "Mục sư ơi, tôi cảm thấy phước hạnh quá đi. Bây giờ tin Chúa rồi, không còn phải sáng đi ra tiệm thì là hai ba bữa thì là phải nấu cái thức ăn nào đó để mà đi ra cúng ông thần tài, ông thần phúc. Mất công quá, phải đi lựa trái cây hay là lựa món này món kia vân vân. Cứ mặc áo mặc quần vô giác cái thân của mình đến ngồi ở trong nhà thờ, như vậy là đủ rồi." Nhưng mà rồi thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta còn tính toán với lại Chúa nữa. Chủ nhật này con bận cái này, chủ nhật này con phải đi shopping, chủ nhật này con phải đưa con đi chỗ này chỗ kia vân vân. Và chúng ta thấy rằng chủ nhật này nhiều người thì nhức đầu quá, muốn ngủ thêm một chút nữa. Chúng ta dường như sống ở dưới ân điển của Chúa và chúng ta khinh thường đấng mà chúng ta đang thờ phượng. Và vì vậy xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Chúa nhìn thấy cái tấm lòng của chúng ta, cách của chúng ta thờ phượng Chúa. Chúa nhìn thấy những đồng tiền mà chúng ta dâng hiến lên đi cho Chúa. Có nhiều người thì đến cái giờ dâng hiến thì là cứ lắc thử ở trong túi hay là ở trong sách có cái đồng bạc lẻ nào để mà móc ra dâng đi cho Chúa, thay vì chúng ta chuẩn bị những cái sự dâng hiến phải lẽ đi cho cái sự cứu rỗi của Chúa, chuẩn bị một cách phải lẽ ở trong cái sự dâng hiến. Dạy dỗ về cái sự dâng hiến thì cũng có những cái sự khác biệt. Chúng ta lớn lên từ ở trong những hội thánh truyền thống,
ở Việt Nam, và tôi xin thưa rằng thật sự ở các hội thánh truyền thống trước năm 75 thì chỉ có một ông tiến sĩ là một mục sư Lê Hoàng Phu và cũng là thầy của tôi, và tôi cũng được dạy như vậy, là chúng ta phải giữ 1/10 để mà dâng đi cho Chúa 1/10. Và tôi xin thưa với quý vị như thế này, quý vị có thể bất đồng ý kiến với lại tôi, nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ rằng chỉ cần dâng 1/10 đi cho Chúa là đủ, thì ít nhất cũng phải làm cái điều đó. Khi mà chúng ta học trong cả cái mạch văn của Kinh Thánh và để trả lời đi cho chúng ta rằng ở dưới thời kỳ ân điển thì luật pháp nó không có còn cái sự hiệu nghiệm ở trong cái thời kỳ ân điển nữa. Tức là cái thời kỳ mà dưới hội thánh của chúng ta đã được sự cứu chuộc bởi dòng huyết của Chúa. Thì Phaolô đã dạy đi cho chúng ta không phải là 1/10, không phải là 2/10. Nhiều khi chúng ta đặt nhiều hội thánh ngày hôm nay sống ở dưới ân điển, nhưng mà đặt ra cái luật là phải dâng 1/10 con cái của Chúa, phải dâng 1/10. Và từ mục sư đi cho đến tất cả mọi người hầu như là đều phạm luật hết, là dâng 1/10 dâng còn không nổi. Không có trung tín để mà giữ được cái luật 1/10 đó. Mà vì vậy chúng ta thấy rằng Chúa không có đặt luật ra để rồi chúng ta phạm luật. Nếu mà quý vị tin rằng chỉ dâng 1/10 thôi là đủ, quý vị có thể làm cái điều đó trung tín, ngay lần dành 1/10 những cái gì mà Chúa ban đi cho mình và dâng đi cho Chúa. Nhưng mà tôi xin thưa rằng trong cái mạch văn của Kinh Thánh thì Chúa không có bắt buộc chúng ta phải dâng 1/10. Mà Chúa dạy đi cho chúng ta qua sứ đồ Phaolô ở trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 9 câu 6 đến câu 9 như thế này: hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Chúng ta có thể trưởng thành, chúng ta có thể hiểu biết hơn một chút, giống như là người đàn bà hóa. Bà có 2 xu, bà dâng hết đi cho Chúa 2 xu, đó là 10/10. Và tôi cũng biết rằng nhiều triệu phú, tỷ phú ở phía bên Mỹ, sở dĩ mà càng ngày họ càng giàu thêm, bởi vì họ không có giới hạn cái sự dâng hiến của họ ở trong 1/10. Họ dâng theo những cái nhu cầu. Hội thánh của Chúa cần phải có những cái công việc để mà xây cất, cần phải có cái sự giúp đỡ, thì là họ, Chúa cảm động họ bao nhiêu thì họ đem đến, họ dâng đi cho Chúa. Và không có một cái giới hạn nào ở trong 1/10 hay là 10/10 hết. Và quý vị cảm thấy rằng quý vị ở trong cái trình độ chưa thể hiểu biết được lời Chúa để rồi có thể dâng đi cho Chúa như là lời Kinh Thánh dạy, lời Phaolô dạy: gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Chúng ta không phải vì cái sự dâng hiến mà chúng ta phạm tội với lại Chúa. Phạm tội với lại Chúa khi mà chúng ta hứa nguyện với lại Chúa cái sự dâng hiến của chúng ta như thế nào, và chúng ta không làm tròn cái lời dâng hiến của cái lời hứa nguyện của chúng ta, thì đó là cái sự phạm tội. Cho nên chúng ta thấy rằng ai gieo ít thì gặt ít. Và chúng ta thấy rằng đó là cái lý do mà hội thánh Việt Nam của chúng ta cứ chú tâm đến 1/10 và họ không phát triển được. Mỗi lần mà muốn xây cái nhà thờ nào mà đi cho nó vĩ đại, đi cho nó lớn, giống như là nhà thờ bên Tây, bên Mỹ đó, thì là bèn phải gọi điện thoại đi ra ngoại quốc để mà xin tiền ở ngoại quốc. Và ở ngoại quốc làm sao họ có được tiền? Bởi vì họ dâng đi cho Chúa theo cái lòng mà Chúa dùng họ, Chúa nhắc nhở và Chúa
muốn họ dâng. Và vì vậy, ở những hội thánh ở tại Mỹ, ở ngoại quốc, và những hội thánh đứng ở trên lời của Chúa thì không có cái vấn đề 1/10 ở trong đó. Dạ, cái PowerPoint nó không có work nữa. Nói tới dân 1/10 cái nó đứng luôn. Người Việt Nam của chúng ta cũng có cái câu ở Thơ Lơi hay là ở Rộng Rãi đó, thì trời cho thêm. Mà ở Bo Bo, tức là ở mà chật hẹp đó, thì là trời lấy lại. Và vì vậy chúng ta thấy rằng có rất là nhiều điều mà ông bà của chúng ta suy nghĩ nó hợp với lại cái lời dạy của Chúa. Mà vì vậy chúng ta thấy, chúng ta cảm ơn Chúa rằng mặc dù ông bà của chúng ta khi xưa không biết về Chúa, nhưng mà khi họ biết thờ trời thì chúng ta thấy rằng Chúa cũng khải thị đi cho họ những cái ý tưởng của Ngài ở trên cái đời sống của họ. Và vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa là khi xưa thì ông bà của chúng ta cũng có một cái nền tảng, một cái ý tưởng mà nó rất là gần gũi với lời của Chúa. Chúng ta tiếp tục. Nhân có mấy người nói về việc đền thờ được trang hoàng bằng đá đẹp và lễ vật, tức là cái sự trang trí ở trên cái đền thờ đó. Đức Chúa Giêsu phán, sẽ có ngày tất cả những gì các con thấy đây sẽ bị sụp đổ hết, chẳng còn hòn đá nào chồng trên hòn đá khác. Ở đây thì chúng ta thấy rằng trong cái phần này, thì chúng ta thấy rằng có những cái biến cố nó xảy ra. Và những cái biến cố này đó, người Do Thái có một cái quan niệm mà chúng ta dễ bị cái sự hiểu lầm, là họ nói đến cái sự sụp đổ của thành Jerusalem và cái sự tận thế của thế giới, và họ liên kết hai cái vấn đề này lại với lại nhau. Và tôi sẽ cố gắng để mà nhắc lại đi cho quý vị về những cái biến cố về thành Jerusalem mà Chúa báo đi cho họ, bởi vì cái sự gây thương khó và cũng như giết chết Đức Chúa Giêsu ở trên đất nước của họ, mà dân tộc của họ đã bị cái sự hình phạt của Chúa. Khi các môn đồ đến và từ đằng xa họ nhìn vào ở trong thành Jerusalem, chúng ta biết rằng thành Jerusalem đã được vua Salomon xây từ cả hàng ngàn năm trước. Và sau khi dân sự của Chúa bị lưu đày qua xứ Babylon khoảng 586 trước Chúa đó, thì thành Jerusalem đã bị vua Nebuchadnezzar phá hủy cái đền thờ đó. Đến năm 516 trước Chúa thì Zerubbabel trở lại, đem một số người trở lại để mà xây dựng lại đền thờ của Chúa. Và đó là cái đền thờ thứ nhì. Và sau đó thì chúng ta cũng thấy cái đền thờ thứ ba là cái đền thờ mà do nơi Herod đại đế đã tu bổ lại và xây lớn hơn. Để rồi đây là cái đền thờ thứ ba, là cái đền thờ mà thời Đức Chúa Giêsu còn ở trên trần gian này. Và chúng ta thấy rằng Ngài và các môn đồ Ngài đi vào Jerusalem thì họ nhìn thấy cái đền thờ mà do nơi Herod đại đế đã tu bổ lại. Nhưng mà Chúa Giêsu đã nói tiên tri với họ rằng cái ngày mà Jerusalem sụp đổ, đó là cái ngày mà quân lính sẽ bao quanh cái đền thờ đó. Ở trong câu 21, câu 7, 11, họ hỏi Ngài, thưa Thầy, khi nào cái việc này sẽ đến
và có điều gì cho biết các việc ấy sắp xảy ra. Ngài đáp, hãy cảnh giác, đừng để cho ai lừa dối các con, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh ta mà đến, mà nói rằng chính ta là đấng ấy, và thời kỳ đã đến gần, các con đừng theo họ. Trước khi Jerusalem bị cái sự sụp đổ của đế quốc La Mã, và trước khi cái thế giới của chúng ta sẽ đi đến cái thời kỳ chung kết hay là tận thế đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều tiên tri giả đứng lên. Tiên tri giả đó là tiên tri mà cho rằng là mình giảng lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà không phải là lời của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta thấy rằng khi các con nghe nói về chiến tranh loạn lạc thì đừng kinh hãi, vì những việc này phải xảy ra nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Rồi Ngài phán tiếp, dân này sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác, nước nọ chống lại nước kia, sẽ có những trận động đất lớn, đói kém cùng dịch lệ ở nhiều nơi, sẽ có những việc khủng khiếp và dấu lạ lớn ở trên trời. Chúng ta sẽ đi qua những cái phần này ở trong tuần đến. Chúng ta sẽ đọc qua để rồi chúng ta suy gẫm. Chúng ta có một tuần để chúng ta suy gẫm và chúng ta đi vào chi tiết ở trong tuần đến. Nhưng trước khi những điều đó xảy ra, các con sẽ vì danh ta mà bị người ta tra tay bắt bớ, giao nộp các con cho nhà hội và khám tù. Các con sẽ bị kéo đến trước mặt các vua và tổng đốc. Đây là cơ hội để các con làm chứng. Vậy các con hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo nghĩ trước phải binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan mà không kẻ thù nào có thể chống cự và phản bác được. Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình bắt nộp, và họ sẽ giết vài người trong các con. Các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh ta, như một sợi tóc trên đầu các con cũng không mất đâu. Nhờ sự kiên trì mà các con giữ được linh hồn mình. Rồi chúng ta thấy câu 20 đến câu 24. Khi các con thấy thành Jerusalem bị quân lính bao vây, thì biết rằng sự tàn phá thành ấy sắp đến. Lúc ấy, ai ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành, vì đó là những ngày báo thù để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Và chúng ta sẽ chấm dứt ở cái phần đoạn này. Trong những ngày ấy, khốn thay để cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú, vì sẽ có đại họa trên đất và cơn thạnh nộ giáng trên dân này. Họ sẽ ngã dưới gương và sẽ bị đem đi làm nô lệ giữa các nước. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến khi các thời kỳ dân ngoại được trọn. Đây là những lời tiên tri mà Chúa nhắc nhở đi cho dân cư ở thành Jerusalem, mà họ cho rằng họ sẽ đối diện, thành Jerusalem sẽ bị đối diện với lại cái sự đoán phạt của Chúa, bởi vì họ đã giết con của Đức Chúa Trời. Và khi mà họ đến để mà kiện cáo với Chúa thì họ nói rằng xin cái tội này đổ lại trên chúng tôi, và con xin huyết của Chúa Giêsu đó, của người này đổ lại ở trên chúng tôi và con cái của chúng tôi. Và chúng ta thấy rằng một lần nữa, lần thứ nhất là
thời của vua Nebuchadnezzar, khi ông đến và bắt những phu tù đem về Babylon, thì ông cũng đã hủy phá thành ở tại thành Jerusalem. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng 70 năm sau thì người La Mã sai tiếng tướng Titus đến và bao vây thành. Và Chúa nói rằng khi nào con thấy quân lính bao vây thành, đó là cái lúc mà chấm dứt của thành Jerusalem. Và chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng không còn một hòn đá nào, trồng thêm một hòn đá nào. Thì chúng ta thấy rằng quân La Mã đã đốt đền thờ khi họ bao vây, và khi vàng bạc ở trong đền thờ, ở trong những cái đồ dùng ở trong đền thờ đó chảy xuống ở dưới cái khe hở của cái nền đền thờ, thì họ đã bới cái nền móng lên để rồi lấy vàng. Và vì vậy lời của Chúa được ứng nghiệm 70 năm sau. Và vì vậy đây là cái lời tiên tri về cái sự hủy diệt của thành Jerusalem. Và từ đó trở đi thì chúng ta thấy rằng thành Jerusalem đã không được xây dựng lại ở cái nền móng cũ, mà chúng ta thấy đi cho đến ngày hôm nay thì năm 2017 dưới cái thời của ông Tổng thống Donald Trump, thì chúng ta thấy rằng Chúa đã dùng ông công nhận lại cái thành Jerusalem và dời cái thủ đô của Do Thái từ Tel Aviv về Jerusalem. Mà vì vậy chúng ta nghe đến cái sự xây cái đền thờ, người Do Thái chuẩn bị để mà xây cái đền thờ thứ tư. Và tất cả những cái dấu hiệu đó thì đã được ứng nghiệm ở trong cái thời kỳ của chúng ta. Và những cái điều về cái thời đại của chúng ta mà Chúa tiên tri, thì tuần tới chúng ta sẽ học những cái điều đó và chúng ta thấy rằng nó ứng nghiệm như thế nào và khi nào Chúa của chúng ta sẽ trở lại, sẽ trả lời đi cho chúng ta cái câu hỏi của các môn đồ: khi nào là tận thế, là cuối cái thời kỳ, cái thời đại của chúng ta đang sống đây. Vậy xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ chúng ta có một tuần để chúng ta có thể về, chúng ta đọc lại cái phân đoạn Kinh Thánh này. Và tuần tới thì chúng ta sẽ bước vào ở trong cái thời kỳ cuối thời đại mà Chúa đã bày tỏ đi cho chúng ta, đã khải thị đi cho chúng ta biết được ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, ở trong chương 21 của sách Luca. Chúng ta đứng lên và chúng ta hướng lòng về Chúa. Cảm Chúa về tất cả mọi điều tiên tri ở trong lời của Chúa đã được ứng nghiệm. Và cảm ơn Chúa. Chúa bày tỏ đi cho dân sự của Chúa biết được khi nào là chấm dứt cái thời đại của dân sự của Chúa ở tại Jerusalem. Và tất cả mọi điều đó đã được ứng nghiệm. Và Chúa cũng yêu thương chúng ta để Ngài bày tỏ đi cho chúng ta biết khi nào là tận thế, khi nào là chấm dứt cái thời đại của chúng ta ở đây. Và xin Chúa cho chúng ta lắng lòng để chúng ta suy gẫm những điều mà Chúa bày tỏ đi cho chúng ta, để chúng ta có thể bước đi theo Chúa. Chúng ta chuẩn bị, chúng ta tỉnh thức.